UAV Nga tập kích thành phố lớn thứ hai Ukraine. Máy bay không người lái đâm vào tháp Moscow City của Nga. Nga lắp rào chắn chống xuồng không người lái để bảo vệ cầu Kerum. Mỹ gỡ bỏ công nghệ nhạy cảm trên xe tăng Abrams trước khi chuyển cho Ukraine. Biểu tình phản đối Pháp gia tăng sau cuộc đảo chính ở Niger. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với tin tức thế giới trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất dành cho quý vị khán giả. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Các quan chức Kharkov cho biết, khu vực đông dân cư ở trung tâm thành phố lớn thứ hai Ukraine bị UAV Nga tập kích trong đêm. Thị trưởng Kharkov Ihor Terekov ngày 1 tháng 8 thông báo, một trong những chiếc UAV làm hư hại hai tầng của một ký túc xá, hỏa hoạn bùng phát tại đó lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp đã tới hiện trường, đồng thời cho biết có ít nhất 3 vụ tập kích nhằm vào khu đông dân cư ở thành phố Sehi Melnik. Lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Kharkov cho biết Nga sử dụng UAV Geran-2 trong vụ tập kích thủ phủ cùng tên. Vụ tập kích UAV diễn ra một ngày sau khi Nga phóng tên lửa vào tỉnh Kharkov và thủ phủ cùng tên của Ukraine. Giới chức địa phương cho biết, Nga đã dùng tên lửa phòng không S-300 đã hoán cải trong vụ tập kích, đánh trúng một nhà kho ở quận Novobavarsky, và một ngôi nhà ở làng Veliki, Bukluk, tỉnh Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga ngày 31 tháng 7 thông báo quân đội nước này đã phá hủy một xưởng lắp ráp UAV của Ukraine trong vụ tập kích làng Veliki, Bukluk, song không tiết lộ loại vũ khí sử dụng. Đợt tập kích nhằm vào tỉnh Kharkov và thủ phủ cùng tên diễn ra sau khi Nga thông báo chặn 3 UAV Ukraine tập kích thủ phủ Moscow. Một chiếc bị phòng không Nga bắn hạ, hai UAV còn lại bị áp chế điện tử và lao vào các tòa tháp văn phòng ở ngoại ô Moscow, không gây ra thương vong hay hỏa hoạn. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, vụ UAV tập kích Moscow ngày 30 tháng 7 là hành động khủng bố nhằm vào dân thường và công trình xã hội, xuất phát từ việc Ukraine tuyệt vọng vì chiến dịch phản công thất bại. Kính thưa quý vị, cập nhật tình hình xung đột Nga-Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc lực lượng lính dù Tula của quân đội nước này đã sử dụng hệ thống pháo phản lực MB-21 Grads để phá hủy căn cứ và các vị trí được che giấu của quân đội Ukraine, theo hướng Soleda-Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lực lượng lính dù Tula sử dụng hệ thống MLRS hiện đại để phá hủy căn cứ của quân đội Ukraine. Bộ này cho biết, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, kết vận hành pháo phản lực BM-21 Grads của Nga đã khai hỏa chính xác vào căn cứ và vị trí tập trung nhân lực của Ukraine. BM-21 đã sử dụng khung gầm là xe tải cơ động cao Urans 375D 6x6, bố trí 40 ống phóng tên lửa 122mm. Toàn bộ 40 quả tên lửa sẽ được phóng trong khoảng thời gian là 20 giây, với tầm bắn từ 20 đến 45 km, nhưng cũng có thể được phóng đơn lẻ hoặc từng đợt ngắn. Thời gian để BM-21 Grass chuyển từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng chiến đấu sẽ mất 3 phút. Sau khi khai hỏa, kích tác chiến cần khoảng 2 phút để rời khỏi vị trí bắn. Được biết, BM-21 Grass là hệ thống pháo phản lực bắn loạt được giới khoa học quân sự Nga thiết kế và đưa vào biên chế trong quân đội năm 1963. Đây là hệ thống pháo binh được sử dụng rộng rãi ở hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã đăng tải đoạn video trực thăng Ka-52 tập kích một sở chỉ huy và xe bọc thép của Ukraine. Thời gian và địa điểm tập kích không được tiết lộ chi tiết. Bên cạnh đó, một đoạn video khác ghi lại cảnh trực thăng Nga tập kích đoàn xe bọc thép Ukraine ở Donetsk cũng được công bố. Trong cả hai đoạn video, trực thăng Ka-52 đều sử dụng tên lửa dẫn đường. Truyền thông Nga cho biết, trực thăng tấn công của nước này được trang bị tên lửa xuyên giáp, có thể vô hiệu hóa được các loại xe tăng và xe bọc thép hiện đại mà phương Tây gửi tới Ukraine. K-52 cá sấu là trực thăng chiến đấu chủ lực của Nga. Máy bay này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu và phối hợp tấn công từ trên không. K-52 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống gây nhiễu chủ động. Tốc độ tối đa của trực thăng là 300 km một giờ, tải trọng 2,5 tấn, tầm hoạt động 460 km. Về khả năng tấn công, K-52 được trang bị pháo tự động 30mm 2A42-1 và nhiều xe tăng dẫn đường như VK hay XLV. Trực thăng Nga cũng sử dụng một lớp giáp để có thể chống lại đạn 23mm. Sáng sớm ngày 1 tháng 8, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết các máy bay không người lái của Ukraine đã một lần nữa nhắm mục tiêu vào khu tài chính và kinh doanh của thủ đô Nga. Sau một cuộc tấn công tương tự vào cuối tuần qua, Ông Sobyanin xác nhận trong một bài đăng trên Telegram rằng một máy bay không người lái đã tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng không và tấn công một trong những tòa nhà cao tầng ở thành phố Moscow, nơi tọa lạc một số tòa nhà chọc trời cao nhất châu Âu. Một số máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không bắn hạ khi đang cố gắng bay tới Moscow. Một chiếc đã đâm trúng tòa tháp ở thành phố Moscow nhiều lần trước, quan chức này viết. Ông nói thêm rằng mặt tiền của tòa nhà trên tầng 17 đã bị hư hỏng. Theo thị trường, không có thương vong hay thương tích nào, nhưng các dịch vụ khẩn cấp đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Theo The New Voice of Ukraine ngày 31 tháng 7, tài khoản Telegram của kênh Mars Nga đã đăng tải một bức ảnh cho thấy quá trình lắp đặt một hàng rào gỗ nổi trông giống như đường ống có gờ. Ngoài ra, đoàn hàng rào này còn được bảo vệ bởi các thanh kim loại, được lắp thẳng đứng và được gia cố bằng một thanh ngang. Kênh Mars cho biết các rào chắn có nhiệm vụ bảo vệ cây cầu trước mối đe dọa từ xuồng không người lái trên mặt nước và dưới nước. Kênh Mas viết trong bài đăng, cây cầu Crimea đã được rào thêm bằng các thanh chống phá hoại đặc biệt để phòng trường hợp Kiev có những nỗ lực mới để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Có thể trong tương lai, toàn bộ chiều dài cây cầu sẽ được hàng rào bảo vệ trước các cuộc tấn công. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rednikov tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự trên bán đảo Crimea, cũng như cây cầu Crimea. Trong cuộc tấn công mới nhất vào đêm ngày 17 tháng 7, hai tiếng nổ đã vang lên trên cây cầu, sau đó tất cả giao thông trên cầu bị đình trệ. Nhà lãnh đạo Krum do Nga bổ nhiệm, ông Sehi Arjunovdo, thông báo rằng đã xảy ra tình trạng khẩn cấp. Sau đó, giới chức Krum đã thông báo khôi phục giao thông đường sắt qua cầu. Một nguồn thông tin trong các cơ quan thực thi pháp luật báo cáo rằng cơ quan an ninh SPU của Ukraine và Hải quân Ukraine đã tham gia vào chiến dịch ban đêm để tấn công cầu Krum. Theo nguồn tin, cây cầu đã bị tấn công bởi các xuồng mặt nước không người lái. Các xe tăng Abrams có thể bị gỡ bỏ một số thiết bị điện tử tinh vi nhất trước khi tham chiến ở Ukraine. Tờ báo này cho biết xe tăng Mỹ được coi là nền tảng phức tạp hơn so với các loại thiết giáp hạng nặng khác của phương Tây và việc vận hành chúng đòi hỏi phải huấn luyện thêm. Để Ukraine nhận được chúng sớm nhất vào mùa thu này, thiết bị của xe tăng Abrams có thể bị hạ cấp để đảm bảo lực lượng Kiev có thể sử dụng chúng. Marina Marins một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College London cho hay, một biến thể đơn giản hơn sẽ phù hợp với những hạn chế về thời gian. Kiev được cho là sẽ nhận xe tăng M1A1 Abrams, biến thể cũ hơn và có thiết bị điện tử kém tiên tiến so với biến thể M1A2. Theo Newix, thiết bị điện tử của M1A2 mang lại một số lợi thế cho xạ thủ và chỉ huy. Tuy nhiên, theo bà Mirren, điều đó cũng khiến cho chiếc xe tăng này khó bảo trì và vận hành hơn trên chiến trường. Bà Mirren tiết lộ, các hệ thống phức tạp hơn, đòi hỏi huấn luyện và bảo trì nhiều hơn, đồng thời gọi M1A1 là lựa chọn tốt hơn cho Ukraine. Tuần trước, Politico cho hay xe tăng Abrams của Mỹ có thể đến Ukraine vào tháng 9 tới. Lô đầu tiên gồm 6 đến 8 chiếc. Theo báo này, những chiếc xe tăng này sẽ bị loại bỏ công nghệ nhạy cảm, bao gồm cả lớp giáp uranium nghèo trước khi chúng có thể được gửi đến Ukraine. Được biết ban đầu lòng năm góc tìm cách gửi các biến thể M1A2 tới Ukraine, nhưng đã thay đổi kế hoạch vào tháng 3 và chọn M1A1. Theo các báo cáo trước đó của giới truyền thông, danh sách các công nghệ nhạy cảm mà Kiev sẽ không được nhận cũng bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng. Mỹ được cho là lo ngại những chiếc xe tăng này có thể bị Nga thu giữ. Washington đã cung cấp cho Kiev khoảng một nửa trong số 190 xe chiến đấu bộ binh Bradley đã cam kết. Rất nhiều trong số đó đã bị lực lượng Nga phá hủy hoặc thu giữ trong một cuộc phản công của Ukraine bắt đầu từ tháng 6. Nhà Trắng ngày 31 tháng 7 chỉ trích cảnh báo của Nga liên quan tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong tình huống bắt buộc. Washington cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát các động thái từ Moscow, song khẳng định hiện tại chưa cần điều chỉnh chính sách hạt nhân người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby phát biểu việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở ukraine hay bất cứ đâu sẽ là thảm họa cho cả thế giới và sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho nga chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát vấn đề này tuy nhiên hiện tại không có bất cứ lý do nào buộc mỹ phải điều chỉnh trạng thái hạt nhân cũng như không có dấu hiệu cho thấy nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân Bình luận trên đưa ra sau khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài vũ khí hạt nhân nếu phản công của Ukraine thành công. Ông Medvedev cho biết trên Telegram ngày 30 tháng 7, Nga đã đẩy lùi cuộc phản công của đối phương, bảo vệ công dân và đất đai Nga. Nếu cuộc phản công của Ukraine do NATO hậu thuẫn thành công và kiểm soát một phần lãnh thổ Nga, chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân theo các quy tắc của sắc lệnh từ Tổng thống Nga. Ông Medvedev được cho là đang đề cập đến một phần học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó nêu rõ rằng vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng để đáp trả hành động gây hấn chống lại Nga. Moscow nhiều lần đưa ra cảnh báo tương tự, tuy nhiên Tổng thống Mỹ Joe Biden đầu tháng này nói rằng ông không tin Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 thông báo quy định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, một quốc gia đồng minh có chung biên giới với Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin nói động thái này không khác nhiều so với việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở 5 quốc gia thành viên NATO, gồm Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hồi tháng 6 xác nhận một số đầu đạn hạt nhân đã được bí mật chuyển đến nước này. Theo trang Defense cuối tuần qua, dẫn các ảnh vệ tinh cho thấy Belarus triển khai tên lửa Iskander nhận từ Nga tại căn cứ quân sự gần thị trấn Asipovichi, miền trung của nước này, các hệ thống tên lửa Iskander cùng với máy bay Su-25 được điều chỉnh đặc biệt để mang đầu đạn hạt nhân. Giới chức Nga cho biết, việc triển khai này nhằm hỗ trợ Belarus tăng cường an ninh biên giới và Moscow vẫn giữ quyền kiểm soát đối với các vũ khí hạt nhân chiến thuật đó. Mới đây, các cố vấn của Tổng thống Joe Biden thừa nhận đã có một số sai phạm trong việc giám sát những người không phải là công dân Mỹ trên toàn cầu, tuy nhiên cho rằng không thể từ bỏ công cụ này vì nó quá quan trọng. Theo đó điều khoản 702 trong đạo luật theo dõi tình báo nước ngoài cho phép các cơ quan tình báo như Cục điều tra liên bang FBI theo dõi những người không phải công dân Mỹ ở nước ngoài mà không cần lệnh từ tòa án, bao gồm việc xâm nhập vào thư điện tử. Việc gia hạn điều khoản này, dự kiến hết hạn vào tháng 12 năm 2023, đang đối mặt với nhiều tranh cãi và phản đối. Ủy ban cố vấn của nhà trắng cho biết chỉ có 3 trường hợp sai phạm trong số hàng triệu thông tin thu thập theo điều 702 được thiết lập vào năm 2008 để củng cố tình báo sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Công cụ này đã giúp Mỹ ngăn nhiều vụ tấn công lớn, bao gồm phá âm mưu đánh bom tàu điện ngầm New York vào năm 2009 và thu thập thông tin mật về các mạng lưới khủng bố toàn cầu, Trung Quốc và Nga. Phiên họp lập pháp Hungary hôm 31 tháng 7 đã bị hoãn lại sau khi các thành viên của đảng cầm quyền Fidesz, những người chiếm đa số 2 phần 3 tại Quốc hội Hungary, không xuất hiện trong cuộc họp. Các nhà lập pháp đảng cầm quyền ở Hungary tẩy chay cuộc họp bất thường của quốc hội do các đảng đối lập kêu gọi phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO. Bộ trưởng nội các Hungary Gergely Gulias tuần trước cho biết quốc hội Hungary có thể phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập Liên minh quân sự vào mùa thu. Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là hai thành viên NATO đến nay chưa phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập Liên minh quân sự này. Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO sau những lo ngại về an ninh khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phần Lan gia nhập NATO hồi tháng 4. Quá trình phê duyệt kết nạp Thụy Điển và NATO tại Quốc hội Hungary đã bị trì hoãn kể từ tháng 7 năm ngoái. Thủ tướng Viktor Orbán nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO. Ông Orbán cáo buộc hai quốc gia Bắc Âu truyền bá những lời nói dối trắng trợn về nền dân chủ và pháp quyền của Hungary. Tuy nhiên, các nhà lập pháp nước này sau đó đã chấp nhận đơn xin gia nhập của Phần Lan vào cuối tháng 3. Đơn xin gia nhập NATO phải được quốc hội của từng thành viên phê chuẩn. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thụy Điển chưa giải quyết các vấn đề liên quan tới nhóm vũ trang ủng hộ người quốc mà Ankara coi là khủng bố. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva tháng trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ủng hộ việc gia nhập của Thụy Điển. Các cuộc biểu tình phản đối Pháp đã gia tăng ở Niger sau khi ông Mohamed Bazoum, Tổng thống thân phương Tây bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự vào thứ tư tuần trước do chính các thành viên của lực lượng bảo vệ tổng thống thực hiện. Bất ổn chính trị đã gây ra các cuộc biểu tình ở thủ đô Niamey để phản đối Pháp, nơi cai trị thuộc địa trước đây ở quốc gia Tây Phi này. Những người biểu tình đã ném đá vào đại sứ quán Pháp, gây hư hại. Tại Niger và các nước khác ở Tây Phi, từng là thuộc địa của Pháp, người dân có ác cảm sâu xa đối với Pháp. Paris vẫn duy trì ảnh hưởng đối với nền chính trị và kinh tế của các thuộc địa cũ. Tại cuộc họp khẩn cấp vào ngày 30 tháng 7, các nhà lãnh đạo của khối khu vực Tây Phi, ECOWAS, đã lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính ở Niger. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo ECOWAS đã kêu gọi thả và phục hồi ngay lập tức Tổng thống Bazoum. Họ cũng cảnh báo sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để khôi phục trật tự hiến pháp, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực nếu vị Tổng thống bị lật đổ, không được phục hồi trong vòng một tuần. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu thích chương trình quý vị đừng quên bấm like share và đăng ký kênh để nhận được thông tin mới nhất còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại